Đi ngủ đi em. Anh tỉnh rồi à? Con đỡ sốt rồi. Hay để mai em đưa hai bố con đi khám nhé. Về ngủ đây. Đừng bỏ bố con anh. Em sẽ không đi đâu cả. Thẩm Vinh lại giận con phải không? Lỗi tại mẹ. Mấy hôm vừa rồi cứ lấn bấn chuyện của ông, định thu xếp cho con với thằng Giang mà chưa được. Anh ấy giận con không nói chuyện của anh Giang. Mẹ hiểu. Ai chả có lòng ghen. Huống chi con với thằng Giang đã từng là vợ chồng. Thôi, để mai mẹ gặp thằng Vinh nói chuyện, mong nó hiểu. Mẹ, không cần đâu. Cũng là do con ấy này, con muốn lo cho anh Giang và đứa bé. Con chỉ được chọn một thôi. Đừng vì thương hại thằng Giang mà lỡ giờ chuyện cưới xin. Khó khăn lắm mới có ngày hôm nay. Mẹ ơi, liệu anh Giang có trở lại bình thường được không hả mẹ? Nó phải tự đứng dậy thôi. Mẹ đẻ nó ra, mẹ biết. Con mình rứt ruột đẻ ra, mẹ thương nó lắm. Nhưng mẹ không thể để con lãng phí thời gian với nó được. Nó nợ con đã quá nhiều rồi. Mẹ, đừng bắt em phải lựa chọn. Em không muốn thế. Em xin anh hãy nghe em không muốn thế. Ôi, thế nào rồi hả anh? Em, nó bị sốt virus. May mà đưa vào viện kịp. Nếu không sẽ có biến chứng. Thế ạ? Bác sĩ vừa tiêm cho nó rồi, nhưng mà nó mất nhiều nước quá cho nên phải ở lại mấy ngày. Nhưng mà không làm sao thật chứ? Không sao, em yên tâm đi. Em lo quá, loan quanh tìm mãi mới vào được đến đây. À, anh có cần gì không? Không, anh không cần gì đâu. Em cứ đi làm đi. Vâng, thế em đi làm nhá. Xong việc rồi em quay lại. À, anh gọi điện cho mẹ luôn đi, cho mẹ đỡ sốt ruột. Anh gọi ngay đi. Em đi đây.
Diên, mày có thấy anh Vinh đâu không? Đi đâu cũng được, càng xa càng tốt, tao ủng hộ. Rồi ạ. Diên, tao xin mày đây, bớt chua chát đi một tí. Chứ không à, vợ sắp cưới quay lại với chồng cũ, tao á không được rộng lượng như ông Vinh đâu. Tao chỉ giúp Giang chăm sóc đứa bé thôi, chứ có ý gì đâu. Mà đến cả mày cũng nghĩ tao như thế. Mày sai rồi, mày phạm tội đến 99,9%. Không tin, mày đi hỏi mọi người mà xem. Thực sự là tao rất khó xử. Mày khó xử hả? Mày là đứa đa mang, cái gì mày cũng muốn, ai mày cũng không nỡ làm tổn thương. Tao nhớ không nhầm thì Lâm bạn tao ghét Giang đến tận xương tận tủy, chứ không dễ dàng tha thứ rồi quay về vui vẻ với nhau. Tao không có đứa bạn dễ dãi và tàn nhẫn với người khác như mày. Kìa Diên, mày chửi mắng tao thế nào cũng được, nhưng tao xin mày hãy thông cảm cho tao một lần đi. Tao không thể ngồi nhìn mày lao vào vòng tay Giang. Mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn, còn tao thì vĩnh viễn không muốn nhìn mặt con người ấy nữa. Tao cũng biết phải làm thế nào bây giờ. Làm gì thì mày biết rồi mà. À, mà tại sao mày không nghĩ ra là ông ta dùng đứa bé để xin lòng thương hại của mày nhỉ? Không, tao tin chắc Giang rất yêu đứa bé, mặc dù nó không phải là con của anh ấy. Còn tao thì không bao giờ tin.